Nhỏ xíu nhá. Cho em hỏi là không biết là ngày đầu năm thì mình đến với khu vực phố Ông Đồ để xin chữ thì chị hy vọng là trong những cái chữ đó thì mình muốn gửi gắm gì đến cho những người yêu thương của mình. Thì đầu năm chị muốn tới xin chữ để cho gia đình chị luôn ấm no hạnh phúc. Chị muốn có trăm ngoan giỏi và được qua năm mới. Chúc mọi người luôn được vui vẻ. Vậy thì chị thấy là năm nào ở đây cũng tổ chức phố Ông Đồ á, thì chị thấy là khi mà cái phố Ông Đồ thì đã gợi lại cho chị những cái nét gì độc đáo truyền thống của văn hóa Việt Nam. Chị thấy chị tới đây á, chị cảm thấy rất là ấm cúng, chị cảm nhận là thấy là cái truyền thống của mình nó nổi lên, bởi vì chị đi làm ở công ty nước ngoài thì chị cũng có được mặc những cái bộ đồ áo dài như thế này. Giờ chị cảm thấy nó rất là lâu quá tình cảm. Xin chúc cho năm mới tất cả những người Việt Nam nói chung và mọi người trên thế giới nói riêng được ấm no hạnh phúc, sống bình an. Tên là Dung, tên là Phan Thị Hồng Dung. Phan Thị Hồng Dung chị ở Quảng Bình. Quận Bình Thạnh. Đúng rồi chị, hiện tại chị ở quận 3. Cảm ơn chị. Cô chia sẻ năm nay hội xuân năm nay được quy mô như thế nào ạ? Năm nay phố Ông Đồ năm nay thì có
sự lớn hơn năm ngoái. Thì phố đồ Ấn Độ năm nay thì thấy mọi người đến đây càng ngày càng nhiều hơn. Thì tại vì người ta cũng biết đây là một cái địa điểm không thể thiếu hàng năm. Mọi người đến đây thì vui xuân, xin chữ. Thì tôi đến đây thì có tiếp lên những cái bao lì xì như là chúc cha mẹ bình an rồi mạnh khỏe. Thì tôi cũng hy vọng là những cái lời chúc trên bao lì xì thì sẽ được tỏa nguyện như những gì tôi mong muốn. Cô cho con xin họ tên đầy đủ ạ? Tương Nhan. Tường Nhàn. À dạ, cảm ơn cô. Thế là anh thấy hội Ông Đồ năm nay thì có đông đúc và vui hơn mọi năm hay không? Và đây có phải là một địa điểm thường niên mà mọi người thường nhớ tới khi mà đến dịp Tết không? Thường ghé thăm khi mà đến dịp Tết gần đây? Thì so với năm nay thì số lượng khách thì đông, khá là đông hơn so với năm ngoái. Và đây cũng là một cái dịp thường niên của nước chúng ta. Tức là một trước khi Tết Nguyên Đán về thì sẽ có một cái hội xuân mang cái không khí Tết đến gần hơn so với mọi người, cũng như là một cái dịp để mọi người lấy được những cái lời chúc cho năm mới cũng như là những tấm ảnh đẹp. Dạ. Anh thấy là phố Ông Đồ có phải là một nơi mà mọi người có thể tìm lại được những cái nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam không? Đúng, có thể nói là được như vậy, tại vì hiện nay thì những cái mà truyền thống thì của nước ta thì nó đang giảm dần, ít dần. Còn riêng về phố Ông Đồ thì nó có thể là truyền thống, tức là rất một cái nét truyền thống từ xưa đến nay. Nó chỉ khác là đôi khi là có cách điệu hơn so với hồi xưa thôi, chứ còn về cái tính chất thì nó vẫn không có thay đổi gì hết. Anh Trâm xin họ tên đầy đủ ạ? À? Em tên là Đức Duy ạ. Dạ. Nguyễn Lăng Đức Duy ạ. Lăng Đức Duy ạ. Cảm ơn nhỉ. Dạ. Ý là con muốn tai nghe để cho cô nghe, cái này phải cắm tai nghe mới nghe được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con giải phẫu ông đồ này nó có gợi lại cho người Việt Nam mình một trong những cái nét văn hóa độc đáo về cái xin chữ đầu năm của người Việt Nam không? Chắc chắn là có rồi chứ. Tại vì đây là cái phố ông đồ diễn ra được thường niên, nó là một trong năm địa điểm du lịch nổi tiếng của Sài Gòn về mùa xuân. Thì nó là cái phố gợi lại cái văn hóa truyền thống của Việt Nam mình, là tôn chữ, yêu chữ. Và người ta có câu là nhất chữ nhì tranh tâm thành thứ kiển mà. Đó, nên là nó là một cái giá trị văn hóa rất là tuyệt vời mà cái thế hệ trẻ đang cố gắng để tiếp nối cho mình để giữ lại. Dạ, anh cho em xin họ tên đầy đủ ạ. Mình tên là Võ Đức Dự. Dạ vâng. Vô trong cảnh nhiều lắm, đi một ngày vô. Không biết là năm nay bạn đến đây là làm ông đồ hay là đến đây để chụp hình? Vậy là không biết năm nay thì khi bạn đến phố ông đồ thì bạn thấy có đông người không, và thấy có nhiều cái quy mô của ông phố ông đồ năm nay lớn không? Đấy là mọi người đến đây chụp hình khá là nhiều. Phố ông đồ thì rất là nhiều cây mà không khí mùa xuân. Bạn thấy cái không gian bày trí thì đã gợi cho bạn cái cảm giác gì? Cảm giác như là Tết sắp đến, không biết là rụng không ra. Bạn thì nói cho mình nghe một câu luôn, có nghĩa là lúc mà bạn đến đây thì bạn không nghĩ là phố ông đồ năm nay lại nhộn nhịp đến thế, chứng tỏ là mọi người năm nay đã biết nhiều hơn đến số phố ông đồ, và đến đây thì coi như là mình cảm thấy là gợi lại được cái nét văn hóa xưa của người Việt Nam đầu năm xin chữ á, kiểu vậy nhé. Ok, bạn đến đây thì bạn thấy cảm giác như thế nào ạ? Mới đầu bạn đến thì bạn nghĩ sao, mà khi đến rồi thì bạn thấy sao? Mới đầu thì mình nghĩ là nó sẽ không có được nhộn nhịp hay là to đến thế, mà đến rồi thì mình thấy là không khí ở đây rất là vui vẻ, như là Tết sắp đến. Ok, cảm ơn bạn, cho mình xin họ tên đầy đủ anh. Anh
Trần Đình Tuấn. Trần Đình Tuấn. Trần Tuấn ạ. Trần Đình Tuấn. Trần Đình Tuấn. Ok, bạn là quận mấy? Dạ, quận 2. Quận 2, ok, cảm ơn bạn. Tường Vân đến từ Canada. Dạ, cảm ơn cô.